Trời ơi, tôi là nữ thần game show nè, tôi chỉ cho. Để úp nó thành một cái hình phễu và cho nó phủ qua nhau, chứ đừng có làm nó lè qua ra qua ha. Thì cái ở dưới này mình phải là giống như nó phủ qua để cho nó chắc. Thì thấy em làm giống vậy chưa? Giỏi. Đơn giản quá mà các bạn. Rồi. Giận cái người nữ không biết nó ăn gì. Rồi bây giờ không lẽ đội này có 2-3 hộp rồi sao cân? Bé này được cái nó cũng không thay đổi chiến thuật ha. Quăng 3 hộp vô chỗ đi. Thôi không được đâu. Trời ơi, tôi là nữ thần game show nè, tôi chỉ cho. Trợ giúp để tôi vừa trợ giúp. Ê nhá, bánh bè phải phối hợp với bánh bè ngồi chỗ vậy con. Nè. Thấy chưa? Em ăn chua được anh Giang. Thấy chưa? Tôi có một cái nghệ thuật của nó. Bắt nghiệm hai bên đây hai cái đĩa. Tao có vậy nè, đây đơn giản mà. Không được đâu anh ơi, không được. Bỏ đi. Bỏ. Nga ơi, con sinh ra để làm gì vậy Nga? Dạ để chân thôi. Để chân nè hả? Chắc không ai mua con về để tưng buffet đâu ha. À đúng rồi, mình phải ăn phải có tình. Dạ đúng rồi, mình phải sạch sẽ. Đúng rồi, tây á, Tây Nguyên mà. Dạ Tây Nguyên. Hả? Tây Nguyên. Dạ, cái này là chắc là không phải làm gì là ăn. Đúng rồi. Cái cách ăn như sau. Ủa anh không ăn món nào cũng là phải làm vậy hả anh? Không, cái này không tính. Ủa không tính nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nhúng cá nha. Cá tay này chúng ta chỉ nhúng vào lẩu 3 lần thôi nha. 3 lần thôi hả? 1 nè, 2 nè, 3 lần. Wow, lần đầu tiên ăn kiểu vậy luôn á. Sau đó để vào chén nè. Sau đó nhúng các loại rau nấm vô. Em nghĩ là mình nên bỏ hết vô đi anh Giang hả? Thôi này không ngon đâu, thiệt tin anh đi. Bên Nhật người ta ăn rất là tinh tế, chứ không phải ăn như em ăn đâu nha. Gà đi ha. Gà này nặng hả anh ha? Gà là gà bên Tây. Gà bên Tây nên ta gọi là gà Tây. Đúng. Gà bên ta gọi là gà ta. Gà bên ta gọi là gà ta. À. Trời ơi. Trời ơi. Thiệt là điêu luyện. Không đứt miếng nào hết. Ướt sách đó mà ông Hoàng. Rồi nát bấy cái thịt của người ta. Từ từ. Bình tĩnh. Cắt giùm cho. Thôi được rồi. Cắt rồi lén lén ăn trước nè. Không, ta ăn cái bụng trước, ăn cái đùi. Ăn cái bụng để chi? Để ta lấy cái đồ bên trong ra ta ăn. À con gà này nó có đồ bên trong nữa. Bên Tây ăn đủ thứ nghĩa da hết trơn. Sau khi bỏ vô chén mình đổ qua dĩa. Phải 2-3 công đoạn vậy đó hả? Cầm dao vậy hả? Mày hả con? Gà. Bây giờ mình sẽ lấy cái nhân bên trong. Trời ơi. Em giúp anh. Bụ ra đi. Bụ ra đi. Em giúp anh. Đúng rồi. Sau khi chúng ta cắt được gà ra thì chúng ta sẽ lấy một miếng xốp gà chế lên gà. À, dùng một cái vật dụng ở bên tay gọi là cái nĩa để vô. Quá ngon. Gà thơm mềm, các loại nguyên liệu của Tây nó khác nguyên liệu của ta. Quá ngon không? Rất thật lòng, quá ngon. Xin mời mỗi đứa một dĩa. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ cuốn. Này đây gọi là khá lạ. Này đây gọi là chú chạy. Ăn khế chả vàng. Cái này là gì? Tôi có một trái gì? Tôi có một trái thơ. Đây gọi là bánh hỏi. Mà
Chita. Nó mềm, nước mắm nó vừa, rau củ nó giòn mà cái mùi chả, dây chín là chả. Quá tuyệt vời. Ngon quá, Machita. Mình phải cuốn cái ảnh đi. Phải giống tôi nha, phải giống tôi nha. Mà để nó tăng thêm cái độ thèm thuồng và độ đau đớn bên kia. Nè, có kỹ thuật để lấy cái giả ra. Nè, để lên, lấy cái ngón cái, ấn một lực nhẹ và xoay cả giả. Đó. Thấy chưa? Khi xoay xong đừng bỏ đi mà để cho người ta hửi. Thịt ướt vừa quá. Ê! Tội nghiệp ghê. Đánh đồ này luôn cho Vương. Vương ơi, xả ngọt lắm á. Ngọt. Tại vì nó có gì thịt này nó ngọt lắm á. Trời ơi, với đây mình không có điều kiện hả Vương? Mình sống mà mình không có niềm tin đúng không em? Mình ăn mà mình không tin người ta cũng đâu tin được. Phải cho thử hết mới được. Thử hết mới được. Ôi, đâu thấy chưa? Người ta cũng đâu tin được. Phải cho thử hết mới được. Ôi, đó, trời bạc, nó chết trời bạc. Rớt mấy miếng sâu vậy á. Dễ gì bỏ lụm đinh. Hát bài nào có chữ Châu cho em ăn hết cái tô này luôn. Anh hát bài nào có chữ Phương cho em nghe đi. Có luôn. Nhiều lắm. Nhiều lần ngọc nguyện muốn nghĩ tiếng yêu đương sau khi thành công. Như em thật lâu tiếng yêu đương tình đơn phương. Đôi khi thấy em cười vui còn mày sao xuyên. Hát bài nào có chữ Châu. Dễ quá mà. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Châu pha người dân nữ bông hoa núi rừng. Mà cái này là cá gì mà thịt nó ngon quá vậy? Dạ cái này là thịt heo đó anh. À, thịt, yeah. Thịt heo bản làng á. Diễn viên trẻ giờ hay quăng miếng quá. Dạ. Sao thấy sao? Dạ rất là ngon. Thịt này á ăn thì nó vẫn còn cái độ dai mà. Nó vừa có thịt mà vừa có mỡ nữa em. Đúng ăn trộn cắn vô nó sực sực. Ủa nè em tưởng nó là cá mà. Ủa em tin hả? Không em tin hả? Anh thành công rồi. Vậy là có người tin em. Em mừng quá có người tin em. Nói gì thì nói, đã là đồng nghiệp anh em với nhau. Dạ đúng, 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 đúng rồi. Rồi có món ngon là phải chia sẻ. Dạ đúng. Có xô thì dành. Ví dụ vậy. Cái dế sao không được. Cái dế sao không được. Dế sao không được. Có xô thì giới thiệu. Dạ, dạ. Dạ. Bệnh Alzheimer suy giảm trí nhớ là những người già hay mắc phải. Ê anh bị chưa? Ờ em là gì? Em là cái gì? Gì? Bị rồi, bị rồi. Cái gì Nhung nè, cái gì Nhung nè. Phi Nhung. Phi Nhung không? Làm sao anh bị bệnh đó được? Này là Vĩnh Thụy nè. Kia là Công Phượng đúng không? Thôi được rồi, chúng ta đừng nói gì thêm nữa. Thôi, đừng nói gì thêm nữa. Giống mấy cục kem của bỏ sữa lên. Em xin anh nói anh Giang à. Một cục nha, một cục thôi. Em xin anh nói anh Giang à. Một cục thôi. Đôi khi lòng muộn cho em rất nhiều mà chương trình nói thua là không cho. Cái gà nó giòn một cách lạ lùng. Ngon á, rất giòn. Trời ơi Khánh, ăn ngấu nghiến vậy. Nó dài quá. Ăn dữ dữ vậy em. Gà này gà núi mà em. Nhưng mà em thích ăn gà vậy nè. Đúng rồi, anh cũng vậy. Ngon tại quá. Vì em thích cái thịt nó sực 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 vậy. Đúng rồi. Em thì em thấy là đúng như Quỳnh nói, nó rất là sực 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 và nó dài, nó chắc thịt lắm. Nhưng mà những cái món này em nghĩ là phải là cái người mà răng chắc lắm. À vậy thì anh mới hiểu ra một điều. Dạ. Họ cố tình thua.
vì toàn khán giả. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy đúng ơi. Bên đầu tụi em đăng thiệt không? Đúng không? Bên cho đăng thiệt nha, bên cho đăng thiệt nha. Nghe ra chắc tự nhiên. Chung một tông màu đúng không? Đúng rồi, cùng một tông làm cho bác sĩ mà. Quên. Mấy đứa ở đây có thể nói bất cứ điều gì, đừng nói về răng, về hàm với lại Khổng Tử Quỳnh. Ủa sao vậy anh? Mình mới làm khán giả, mới làm khán giả. Cái hàm dưới thì ở Cà Mau, mà hàm trên ở Phan Thiết nè ha. Mới làm lại, nghe ra cho anh coi. Anh này, anh nói sao anh nhìn ra được. Nhưng mà cái mốt mà răng vòng là mốt Hàn Quốc đó. Dạ, ủa vậy anh? Ờ, cái mốt răng thở mà nhô ra phía trước đó là mốt Hàn Quốc đó. Em bữa mới qua Hàn Quốc quay MV chung với anh Huy nè. Mà cái mốt đó cách đây mười mấy năm rồi. Wow. Anh thấy quần ông bác không? Quần ông bác hồi xưa cũng mấy chục năm mua đen, tự nhiên bây giờ mua đen lại. Đâu ai mặc đâu. Lì đâu mà nhắn nhắc chữ liếc không có gì hết trọng luôn á. Đó có nước sốt. Sốt đó nó kẹo lại như là bạch nha luôn rồi kìa. Cảm xúc này là quá tuyệt vời. Nhìn anh Giang anh em ăn rồi. Trời ơi, ngon nói không lên lời kìa. Anh đang bị sai cách rồi. Mình nấu chè tiêu hả? Ủa sao không ai quan tâm tới ba đứa em gì chứ vậy? Thắng làm vua, thua nhìn miệng. Mọi người ơi, trong các loại quả, quả báo là nguy hiểm nhất đó. Chào anh Trường Giang, chào đội Nam và cũng chào tất cả mọi người đang xem chương trình Tiếng Nữ Ẩm Thực. Hôm nay Trường Giang cũng vui lắm, nay là gặp lại hội tụ nguyên Hội Ế luôn. Và chắc chắn là Hội Ế sẽ... Cái gì? Tại sao em có thể khẳng định từ bản thân mình ra hai người bên cạnh? Quên. Diệu Nhi là cuối năm nay làm đám cưới. Đúng rồi, em quên. Bên này cũng có hoa, cũng đã có chậu rồi. Chỉ Thanh là tháng 12 mà chưa biết năm nào thôi. Dạ, thì chỉ có mình em thôi hả? Cảm ơn gia Trương Nhi. Đặc biệt là các món ăn này khi mà mình thưởng thức rồi đó là mình mới thấy nó. Gà ra gà, mùi vị lá nào ra lá đó. Vừa ăn, không mặn, không lạc. Không giảm vết resveratrol. Cái gì? Ngày hôm nay thật ra chị Giang đang rất là buồn trong lòng, bởi vì mới chia tay người yêu, nhưng mà đang cố tỏ ra vui để cho mọi người giấu đi cái nỗi buồn đó. Cho nên là không có duyên phải không anh? Ừ, chứ em nhìn sâu trong mắt chị em biết chị mới chia tay người yêu và chị đang thất tình. Trời ơi. Nằm nghe sóng mày lấy chị thôi đi. Chua nước á, ứa cái mùi chua đó. Thường bị nướng sẽ bị khô nhưng mà ở đây thì rất là mềm và không bị khô. Đúng rồi, xả cũng mùi xả. Đúng là Trường Giang có một người bạn nấu cái món gì mà có xả là khoái mê lắm. Và khi ăn rồi thì ra ngoài đều chê là dở hơn anh nấu quá, mình nấu quá. Mà người đó hay bị stress lắm sao mà anh hay nấu xả. Mà người đó hay bị stress lắm sao mà anh hay nấu xả. Trời ơi, nói ra làm chi? Nói ra làm chi? Là mình nấu cho mình ăn luôn. Mình lớn mình có làm tự trọng mấy đứa, mình là nghệ sĩ đó. Mấy anh chị dạy hư tụi em nè, bây giờ tụi em hư luôn. Trời ơi, trời ơi, sao anh đánh tưởng cái tay nhỏ bẩn. Tội cô bé. Anh cũng là nghệ sĩ, anh không thể nào thấy tụi em mất tư cách mà anh không dừng lại được. Hỏi em đi anh. Rồi, cho theo câu đố ăn huệ nè. Ok anh. Con mắt của con rồng trên cái cầu rồng nó hình gì? Trời, hỏi gì trời. Con mắt, cái này ai cũng biết nếu là người Đà Nẵng. Hình tròn. Chứ hình gì anh? Con mắt mà. Hình tam giác. Hình trái tim. Nói kỳ đó.
em phải Đà Nẵng, mày giả mạo. Em Đà Nẵng hả? Anh chính thức tách em ra khỏi thành phố Đà Nẵng. Chuyển hộ khẩu. Quê hương gì biết gì chơi. Sao anh hỏi về câu Vĩnh Long đi. Nãy anh hỏi nhà Mỹ Tâm đúng không? Nhà Mỹ Linh ở đâu? Trời, nhà Mỹ Linh ở Hà Nội. Nghỉ luôn. Hà Tây. Gác đũa luôn. Đi mẹ, hỏi hoài. Ngồi kế được anh còn hỏi ha. Sao bánh chán bể hết trơn vậy? Trời ơi trời, nó người dân Đà Nẵng đó trời. Đúng nước này bà nội ơi. Bánh chán dẻo lắm rồi. Mày là không phải người dân Đà Nẵng nha, mày đang giả mạo quê hương tao. Chưa kể đi, có bao nhiêu cây cầu ở Đà Nẵng? Cầu Thuận Phước, cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Tiên Sơn, cầu Trần Thị Lý, cầu Nguyễn Văn Chổi. Còn thiếu một cây cầu đó, mà giới trẻ rất thích đó. Cầu Tình Yêu. Còn thiếu nữa. Cầu Chữ T. Còn thiếu nữa. Cầu Nguyện. Cầu Nguyện. Gì trời. Thử đi. Thử rồi. Lần, để luôn, quay lại. Cái này thở bằng mũi mới đẹp. Trong đoạn clip thực hiện món hủ tiếu bò kho vừa rồi, đừng dùng nhan sắc. Trong đoạn bên kia người ta nhìn trời ơi, đâu để ý bên kia, ai nấu ớt cay mắt quá. Trong đoạn clip vừa rồi, đầu bếp đã dùng cách gì để lửa không cháy?